Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào các khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều thứ Bảy, ngày 17 tây tháng 6 năm 2017. Chúng tôi đang có mặt ở tại kỳ đài của Trung tâm Thương mại Eden để gửi đến quý vị phóng sự về buổi lễ truy điệu tối hôm nay nhằm ngày 17 tây và ngày mai 18 tây, thật sự là ngày 19 tây, tháng 6 là ngày thứ Hai để kỷ niệm ngày quân lực. Thưa quý vị, nhưng mà tại đây rơi vào trong cuối tuần, thành thử ra Liên hội Cựu chiến sĩ tổ chức ngày hôm nay và ngày mai có lễ chầu cờ cũng tại địa điểm này. Thưa quý vị, nhận xét trong giờ phút này là khoảng 8 giờ tối, chúng tôi thấy có rất đủ mặt thân hào nhân sĩ của và những người trong các tổ chức cộng đồng. Thưa quý vị, và bên cạnh thì có các quý vị phu nhân của các hội võ bị Đà Lạt, của hội Thủ Đức và của các bà mẹ áo vàng. Thưa quý vị, mọi người đang chuẩn bị để bắt đầu lễ truy điệu. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sinh hoạt tối hôm nay. Hiện trá hình của cộng sản trong nước cũng như tại hải ngoại. Phải làm gì để Tổ quốc Việt Nam khỏi rơi vào tay giặc tàu cầu phương Bắc? Cộng sản Việt Nam đã cắt đất dâng hiến biển cho Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam đã ký giấy bán nước Việt Nam cho Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam đã ác với dân và hèn với giặc. Xã hội cộng sản Việt Nam ngày nay đã bị băng hoại trên mọi phương diện. Xã hội cộng sản Việt Nam là một xã hội mà những người lương thiện không thể nào. Nghi thức dâng hương bắt đầu. Nghi thức dâng hương chấm dứt. Thank you.
tưởng nhớ đấng hiền linh đã hiến thân mình để bảo vệ đất nước Việt Nam. Dù thân giã nát, quyết không nguôi chí hùng, một kiếp chính nhân ngàn đời luôn ghi nhớ. Ngọn lửa thiêng xin trao cho hậu thế, giữ núi sông cùng nòi giống Lạc Long. Thay mặt Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Tình Đốn và Phụ Cận, chúng tôi hân hạnh đón tiếp đông đảo quý vị đã đáp ứng lời mời của Liên hội Cựu chiến sĩ đến tham dự lễ truy điệu đêm nay. Trong đêm truy điệu này, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến ơn đức của tiền nhân, các anh hùng liệt nữ có công dựng nước, mở nước và giữ nước. Đêm truy điệu cũng để ghi nhớ công ơn các anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trên khắp nẻo đường đất nước với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Tổ quốc và giữ an dân nước Việt. Vì chính nghĩa tự do, chính nghĩa mà người đồng minh thiếu chân tình đã bán đứng vì quyền lợi của đất nước họ. Chúng ta cùng nhau tưởng niệm các vị thần tướng, các chiến sĩ anh hùng đã tuân thiết trong biến cố 30 tháng 4 năm 1975 khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, kết thúc cuộc chiến xâm lược do ủy quyền Cộng sản Hà Nội tiến hành dưới sự chỉ đạo của Nga Tàu. Do đó, ngày hôm nay chúng tôi đến đây tập hợp về đây để dâng nén tâm hương cùng cầu nguyện cho những đấng tiền nhân anh hùng liệt nữ đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam được an vui nên cõi viễn hằng. Và chúng tôi mong rằng chúng ta trong một ngày thật gần, chúng ta sẽ có một ngày truy điệu quân lực Việt Nam Cộng hòa ở trên lãnh thổ Việt Nam mà có sự tham dự của 90 triệu dân miền Nam của chúng ta để ghi nhớ những tiền nhân của chúng ta dày công dựng nên mảnh đất thân yêu Việt Nam của chúng ta. Xin được trân trọng kính chào toàn thể chư quý vị. Có một mãnh lực lớn để mà hỗ trợ cho những người đồng bào yếu đuối của chúng ta ở Việt Nam phải chống Cộng sản cho đến mức cuối cùng. Và đồng thời chúng tôi cũng kính lại ở trên độ hộ cho tất cả quý vị ở đây có một tinh thần vững mạnh, có một ý chí kiên cường và có một sự phi thường về vấn đề vật chất để quý vị tạo nên một làn sóng lớn ủng hộ cho công cuộc vận động và biểu tình của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở Việt Nam. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả để mà Cộng sản phải sụp đổ để cho đồng bào chúng ta được sống trong một cái tự do, hạnh phúc, nhân quyền và tự do tôn giáo. Nam Mô Ca Đài, chư ông Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, đứng lại gần nhau nói câu chuyện vui. Chuyện hai chúng mình gặp nhau đón đây, chúng quân dân cùng nắm tay. Áo xanh chiến trường bạc màu, mến anh mến từ thuở nào, người trai tranh đấu. Ơi này anh, đã mang đến tình mặn mà, đón anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Đây, hẹn gặp mẹ cha trong ngày hồi lớn, gặp lại nhau trong ngày Việt Nam, ngày giải phóng được ngọn đèn, đàn bài hạnh phúc thay mình ngàn đời. Lễ chào quốc kỳ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Chúng chào. Bắt.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đáp lời mời của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận hiện diện đông đảo hôm nay để kỷ niệm lần thứ 52 ngày 19 tháng 6 ngày Hội đồng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo điều hành và ổn định tình hình chính trị miền Nam Việt Nam. Ngày Quân lực 19 tháng 6 hàng năm được tổ chức nhằm tri ân và tưởng niệm sự hy sinh của gần nửa triệu quân cán chánh Việt Nam Cộng hòa, hơn 1 triệu con dân Việt Nam thương vong, 58.262 quân nhân Hoa Kỳ bỏ mình để bảo vệ tự do cho miền Nam trong chiến tranh Việt Nam. Chúng ta không quên hàng triệu quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã để lại phần thân thể của họ trên khắp chiến trường khốc liệt để dân chúng có được cuộc sống an lành. Cuối cùng, họ còn phải hứng chịu những đòn thù vô cùng tàn bạo của Cộng sản Bắc Việt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là lý do tiểu bang Việt Nha cùng phe Pháp ngày 19 tháng 6 được công nhận là ngày chiến sĩ tự do kể từ năm 2002. Và hôm nay chúng ta kỷ niệm 15 năm ngày chiến sĩ tự do Việt Mỹ, Vietnamese American Freedom Fighter Day. Còn nào núp dưới này đấy này. Chỉ cần biết 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 đợt hết nhau thôi. Thank you.
rồi ăn tiền. 1, 2, 3, 4. Chúc quý vị được vạn sự an lành, an khang, sức khỏe dồi dào. Xin chân thành cảm ơn đến quý vị và chúc sức khỏe đến gia đình quý vị tất cả. Sáng dịp đây, Liên Hồn Cựu Chiến Sĩ chúng tôi yêu tiếng.